Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận 5 đô miễn phí của PayPal nhé. Thì đây là chương trình hỗ trợ Covid thì phải. Đấy, theo cái thông tin mô tả của nó thì đây là chương trình hỗ trợ Covid. Nên là mỗi tài khoản thì bạn sẽ nhận được 5 đô miễn phí. Nếu bạn nào mà có nhiều tài khoản PayPal ấy thì vụ này là kiếm khá là lớn đấy. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ vào theo cái đường dẫn mình để bên dưới mô tả video nhé. Thì chúng ta sẽ nhấn vào login này. Đăng nhập vào cái tài khoản của bạn. Đây. Sau khi mà đăng nhập xong ấy, những cái tài khoản nào mà đủ điều kiện để nhận cái voucher này ấy, thì nó sẽ có cái bảng đỏ như này. Đấy, bạn chỉ cần nhấn vào cái bảng đỏ đấy là được. Tiền hiện tại của mình đang là bao nhiêu nhỉ? 0,06 đô. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào cái bảng đỏ nhá. Nhấn vào này. Ok, bạn đã nhận được tiền. Cái gì review gì ở trong 72 giờ. Nói chung là các bạn đã nhận được tiền rồi nhá. Bây giờ reset lại đi. Lót lại. Đó, 5,6 đô rồi. Đâu rồi? Đây, tiền rút từ PayPal cộng 5 đô. Đấy. Cách kiếm tiền cực kỳ đơn giản, không cần phải làm gì vẫn có 5 đô trong tay. Sau khi mà bạn có tiền ở đây rồi thì bạn có thể rút về ngân hàng hoặc là bán ở trên các cái cổng thanh toán trực tuyến cộng đồng MMO đấy, hoặc có thể bán lại cho mình cũng được. Ok, đây là hướng dẫn nhận tiền miễn phí từ PayPal. Chúc các bạn kiếm được nhiều tiền nhé.